Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 9, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Khai mạc các hoạt động hưởng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản 1973-2023 và kỷ niệm 118 năm khởi phát phong trào Đông Du. Việc phát huy tốt vai trò của tổ tự quản đường biên mốc giới được xác định là chìa khóa góp phần để cùng lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh xây dựng địa bàn vững mạnh toàn diện. Tổ công tác đặc biệt của Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế làm nhiệm vụ tuần tra xử lý vi phạm trên địa bàn, xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại khu di tích lưu niệm chỉ sĩ yêu nước Phan Bội Châu, Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế khai mạc các hoạt động hưởng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản 1973-2023 và kỷ niệm 118 năm khởi phát phong trào Đông Du. Tham dự sự kiện có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng, Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành và các em học sinh. Cụ Phan Bội Châu là nhà yêu nước, nhà tư tưởng văn hóa lớn của Việt Nam đầu thế kỷ 20. Cuộc đời hoạt động của cụ là hình tượng về tấm lòng kiên trung với đất nước, một tư duy nhạy bén của thời đại. Cụ còn là sử giả văn hóa giữa hai quốc gia Việt Nam, Nhật Bản. Mối quan hệ thân thiết giữa cụ Phan và bác sĩ Asaba Sakirato đã góp phần đặt nền móng xây đắp tình hữu nghị, quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam, Nhật Bản. Sau lễ dân hoa dân hương, Sở Văn hóa và Thể thao khai mạc trưng bày bổ sung các hình ảnh, tư liệu, hiện vật liên quan, làm rõ thêm cuộc đời và sự nghiệp của chỉ sĩ Phan Bội Châu và triển lãm chuyên đề tình bạn giữa chỉ sĩ Phan Bội Châu, bác sĩ Asaba Sakirato và mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản. Triển lãm gồm một số ảnh tư liệu, trong đó có bức ảnh bác sĩ Asaba, bản trích bức thư ông gửi cụ Phan năm 1909, cùng bia tưởng niệm do Phan Bội Châu dựng năm 1918, và một số hình ảnh tư liệu về hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản nói chung, Thừa Thiên Huế và các địa phương hiệp hội của Nhật Bản nói riêng. Thông qua các hoạt động có ý nghĩa này nhằm tiếp tục tuyên truyền, quảng bá, bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lưu niệm Phan Bội Châu, góp phần đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đồng thời củng cố phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam, Nhật Bản trong tương lai. Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 cho cán bộ đoàn chủ chốt trên địa bàn tỉnh. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe trình bày về những nội dung liên quan đến chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phong cách quân chủng dân chủ nêu gương và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng văn hóa Huế, con người Huế, quyết tâm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Những nội dung được đề cập trong hội nghị đều có ý nghĩa đối với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên toàn tỉnh. Bởi những kiến thức được phổ biến sẽ giúp các cán bộ đoàn nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, góp phần xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế. Chuyển qua những tin tức khác, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định ban hành kế hoạch hoạt động 4 tháng cuối năm 2023 của tổ công tác này. Mục tiêu của kế hoạch là giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đôn đốc các bộ ngành địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách theo các văn bản, chương trình, kế hoạch đề án đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành từ nay đến cuối năm 2023. Bên cạnh đó, kịp thời nắm bắt chỉ đạo, xử lý tháo gỡ dứt điểm những khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính là rào cản cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân. Việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai chính phủ điện tử. Thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều giải pháp để tăng cường thúc đẩy khai thác, sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn, cung cấp dịch vụ công trực tuyến chất lượng, hiệu quả, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 18 về quy định mức thu lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Theo đó, giảm 40% lệ phí thủ tục hành chính cho các tổ chức cá nhân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Các loại phí được giảm bao gồm phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất,
phí cấp phép xây dựng, phí đăng ký kinh doanh, phí hộ tịch, phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Thừa Thiên Huế. Nhằm giúp cho người dân doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ công, thủ tục hành chính được nhanh hơn, thuận tiện hơn, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã phối hợp với Trung tâm Chứng thực Điện tử Quốc gia và Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch Điện tử Việt Nam cùng với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chữ ký số, tổ chức diễn dịch cấp chữ ký số công cộng cho người dân. Hiện nay, toàn tỉnh có 2.040 thủ tục hành chính, trong đó có 863 dịch vụ công trực tuyến một phần và 1.190 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đã giải quyết 186.974 hồ sơ, trong đó có 36,7% hồ sơ phát sinh trực tuyến trong 6 tháng đầu năm 2023. Tỷ lệ thủ tục hành chính được tích hợp triển khai thanh toán trực tuyến là 100% trên tổng số 654 thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính. Thưa quý vị và các bạn, các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam Startup được đánh giá là rất năng động và nắm bắt công nghệ mới rất nhanh. Nhưng thay vì theo đuổi triết lý công nghệ vì công nghệ, tức là theo đuổi nghiên cứu và ứng dụng những công nghệ mới, thì nhiều Startup Việt Nam hướng tới triết lý công nghệ vì nhân sinh, tức là tìm kiếm những giải pháp mới nhằm giải quyết những thách thức và mang lại giá trị cho xã hội. Đây cũng là cơ hội cho Startup phát triển bền vững. Việc sử dụng năng lượng sai cách đang gây ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường và xã hội. Đó là lý do tại sao doanh nghiệp này thành lập để tạo ra một sản phẩm giúp tự động hóa việc quản lý và tiết kiệm cho máy lạnh từ 20-50%. Năng lượng là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng, và tiết kiệm năng lượng là một đề tài mà mình nghĩ là mọi người rất là quan tâm, đặc biệt là trong giai đoạn này khi mà nhu cầu năng lượng càng lúc càng tăng cao. Thì vì vậy Bencom và đội ngũ luôn luôn cố gắng tìm kiếm những cái giải pháp để giúp làm sao có thể sử dụng cái năng lượng nó hiệu quả hơn. Từ đó thì chúng tôi đến với giải pháp Bencom và giải pháp về nền tảng quản lý và tối ưu hóa năng lượng. Nhìn thấy cơ hội từ chính bài toán làm sao gia tăng đơn hàng cho các doanh nghiệp này đã xây dựng một giải pháp cho phép kiểm định và kết nối được chuỗi cung ứng xanh cho các doanh nghiệp ngành dệt may dựa trên nền tảng số và trí tuệ nhân tạo. Thời trang bền vững á, nó đang là một trong những cái câu chuyện và rất được quan tâm và được ủng hộ của tất cả người tiêu dùng toàn cầu. Thì nhưng mà cái việc mà các thương hiệu mình có thể tìm kiếm được các xưởng sản xuất mà vừa đáp ứng được tiêu chí xanh và vừa kiếm được tiêu số là rất là phức tạp. Nên là nền tảng chúng tôi đã cung cấp cái đã verify, đã kiểm định và đã xây dựng lên được một cái hệ sinh thái các nhà máy xanh và các nhà máy số, và thông qua đó thì chúng tôi kết nối được các đơn hàng. Trong bối cảnh lĩnh vực thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam, doanh nghiệp này đã tìm kiếm cơ hội từ việc giải quyết thách thức về dữ liệu. Ứng dụng công nghệ về dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, doanh nghiệp đã đưa giải pháp giúp doanh nghiệp trong ngành có thể nắm bắt được thông tin về quy mô thị trường, mức độ cạnh tranh về ngành hàng trong thời gian mới nhất. Thị trường hiện nay thì các doanh nghiệp startup có rất nhiều cơ hội để giải quyết các cái vấn đề của xã hội. Ở đơn cử như cái lĩnh vực về thương mại điện tử, chúng tôi cũng ghi nhận là trên thị trường có hơn 400 ngàn nhà bán đang kinh doanh mà có phát sinh đơn hàng trong 6 tháng vừa qua. Thì có rất nhiều dư địa cho các doanh nghiệp về công nghệ có thể có các giải pháp giúp cho các doanh nghiệp tăng trưởng và bứt phá. Sự thay đổi trong định hướng phát triển công nghệ, đó là bám sát những đặt hàng từ xã hội và chính các doanh nghiệp trên thị trường, đã giúp nhiều startup có cơ hội đứng vững và phát triển. Đây cũng là xu hướng mới trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ở nước ta. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Lộc tổ chức công bố quyết định thành lập và ra mắt tiểu đội dân quân thường trực. Theo đó, tiểu đội dân quân thường trực thành lập với 9 đồng chí được tuyển chọn từ thanh niên thuộc cả xã thị trấn trong toàn huyện. Chức năng nhiệm vụ của tiểu đội dân quân là sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ địa phương, cơ sở, cơ quan, tổ chức, phối hợp với các lực lượng trên địa bàn bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, vùng biển, vùng trời, tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên địa bàn, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng. Ngay sau khi được thành lập, tiểu đội dân quân sẽ tiến hành huấn luyện các nội dung về quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật theo chương trình cơ bản phù hợp với nhiệm vụ và địa bàn hoạt động. Các chiến sĩ dân quân cũng được hưởng trợ cấp ngày công lao động, bố trí nơi ăn nghỉ và hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của pháp luật hiện hành. Thưa quý vị và các bạn, sinh sống thường xuyên ra vào khu vực biên giới để lao động sản xuất. Do đó, quân chúng nhân dân là người nắm được nhiều thông tin quan trọng, góp phần không nhỏ trong việc cùng bộ đội biên phòng giữ vững chủ quyền, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Việc phát huy tốt vai trò của tổ tự quản đường biên, mốc giới được xác định là chìa khóa, góp phần để cùng lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh xây dựng địa bàn vững mạnh toàn diện.
Băng qua những đoạn đường khúc hiểu, đội tư quản đường biên xã Hồng Vân, huyện A Lưới cùng các chiến sĩ bộ đội biên phòng tiến hành tuần tra khu vực biên giới. Bên cạnh việc tuần tra, đội tư quản vùng biên của xã còn tham gia bảo vệ phòng chống tội phạm, an ninh biên giới quốc gia. Đối với mỗi thành viên của đội tư quản đường biên, việc tham gia hoạt động này với họ là một hành động ý nghĩa. Trách nhiệm của tổ tư quản là tuyên truyền cho người dân, tức là không buôn bán trái phép, không vận chuyển ma túy, không phá rừng làm nương rẫy trái phép, tuyên truyền như vậy và bảo vệ chung biên giới, đừng vi phạm biên giới và tuyên truyền như vậy cho bà con. Khi mình họp làng, họp thôn thì là phải là những người là già làng của thôn, vậy là trưởng thôn và tất cả mọi cái là để tuyên truyền nhé, cho bà con để hiểu biết về luật an ninh biên giới, đừng có vi phạm, mà vi phạm trái phép là phải chấp hành đúng. Không chỉ tham gia bảo vệ an ninh trật tự vùng biên, các tổ tư quản huyện A Lưới cùng với chính quyền địa phương còn chủ động xuống từng thôn bản để tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Các thành viên ở các tổ tư quản về đường biên, mốc quốc giới đều sinh sống lâu năm ở địa phương và có uy tín trong quần chúng nhân dân. Vì thế, khi tuyên truyền vận động bà con chấp hành đúng quy định giữ gìn an ninh biên giới, ý nghĩa thiêng liêng đối với chủ quyền quốc gia được bà con nghe theo. Tuyên truyền vận động cho mọi người dân hiểu biết các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, mà đặc biệt là luật biên giới, thì chúng tôi cũng đã có là tích cực cố gắng thông qua là các cái cuộc họp của dân. Thì do đó là hiện nay thì so với trước đây thì hiện nay cũng về vấn đề trật tự an ninh tại địa bàn cũng có giảm. Mô hình tổ tư quản đường biên do Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp xây dựng và nhân rộng đã phát huy hiệu quả, huy động đông đảo người dân tham gia bảo vệ, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vùng biên giới. Chính sự ra đời của mô hình tổ tư quản đường biên, mốc quốc giới đang từng giờ từng ngày thực hiện có hiệu quả, đi vào chiều sâu, hỗ trợ đắc lực cho chính quyền địa phương trong phát hiện và xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Và những cái tổ tự quản này thì đã cùng với bộ đội biên phòng trong tuần tra bảo vệ biên giới cũng như là trong tuyên truyền vận động và thực hiện các cái nhiệm vụ bảo vệ cái an ninh trật tự ở khu biên giới. Chúng tôi dựa vào đội ngũ già làng, trưởng bản và người có uy tín trong tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, rồi là phối hợp với họ trong cái việc tổ chức lực lượng để tuần tra bảo vệ cái hệ thống đường biên cột mốc và bảo vệ cái chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới. Việc phát huy tốt vai trò của tổ tư quản đường biên, mốc giới được xác định là chìa khóa góp phần để Thừa Thiên Huế xây dựng địa bàn vững mạnh toàn diện. Vì thế tình hình an ninh trật tự trên địa bàn biên giới luôn được đảm bảo, cuộc sống của người dân từng bước ổn định. Bà con ngày càng ý thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cũng như giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới. Tiếp tục chương trình với các tin tức đáng chú ý. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất chính sách tiền lương mới cho giáo viên, đề nghị lùi lộ trình tăng học phí từ mầm non đến đại học là những thông tin đáng chú ý trong cùng tin ngắn sau. Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đơn vị đang tiếp tục phối hợp với các bộ ngành liên quan đề xuất chính sách tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo, đảm bảo không thấp hơn mức lương hiện hưởng. Theo thống kê, từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 8 năm 2023, hơn 40.000 giáo viên mầm non phổ thông bỏ việc. Nguyên nhân chủ yếu là do đồng lương thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu cuộc sống. Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra đề xuất trên với kỳ vọng phần nào giải quyết được thực trạng nhiều nhà giáo bỏ việc trong thời gian qua. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có tờ trình gửi Chính phủ về dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong giáo dục đào tạo. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị điều chỉnh lộ trình tăng học phí chậm là 1 năm so với lộ trình quy định tại Nghị định 81. Mức học phí năm học 2023-2024 sẽ bằng mức học phí năm học 2022-2023 trong Nghị định 81. Từ năm học 2024-2025 trở đi, khung và mức học phí được điều chỉnh theo tỷ lệ phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương
tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm và khả năng chi trả của người dân, nhưng không quá 7,5% một năm. Trong dự thảo luật trật tự an toàn đường bộ đang lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trước khi trình Quốc hội xem xét, Bộ Công an có đề xuất một trong những điều kiện để xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông, đó là cần có thiết bị giám sát hành trình, thiết bị thu thập dữ liệu, hình ảnh người lái xe, dữ liệu hình ảnh đảm bảo an toàn hành trình. Nếu quy định trên có hiệu lực, như vậy ô tô cá nhân sắp tới có thể cũng bắt buộc phải lắp đặt camera giám sát hành trình. Nó sẽ tác động tới khoảng 4 triệu ô tô cá nhân đang lưu hành trên cả nước. Khi luật được ban hành, cũng sẽ đi kèm cả quy định chế tài xử lý nếu chủ xe vi phạm. Trước đó, việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, thiết bị thu thập dữ liệu, hình ảnh người lái xe là yêu cầu bắt buộc đối với ô tô kinh doanh dịch vụ vận tải kể từ tháng 7 năm 2023. Nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch về tổng ra soát kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, cơ sở chung cư, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao với các nội dung cụ thể sau. Theo kế hoạch, đối tượng ra soát kiểm tra là các cơ sở chung cư, cư xá, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn còn tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy đang hoạt động, các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo nghị định số 136 nhưng chưa được kiểm tra quản lý theo quy định. Thời gian kiểm tra từ ngày 15 tháng 9 năm 2023 đến ngày 30 tháng 10 năm 2023 với các nội dung kiểm tra sau: trách nhiệm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của người đứng đầu cơ quan tổ chức theo quy định tại điều 5 luật phòng cháy chữa cháy và nghị định số 83 của chính phủ, điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với cơ sở, ra soát kiến nghị khắc phục các tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trong đó làm rõ cụ thể các tồn tại vi phạm trong quá trình đầu tư xây dựng dự án công trình hoạt động của cơ sở. Kế hoạch nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container, chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Trong 3 ngày qua, Tổ công tác đặc biệt của Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế làm nhiệm vụ tuần tra xử lý vi phạm trên địa bàn, xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Phản ánh của phóng viên thời sự. Từ 19 giờ đến 22 giờ trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Hương Thủy, Tổ công tác số 5 của Bộ Công an do Cục Cảnh sát Giao thông chủ trì phối hợp với lực lượng Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và Công an thị xã Hương Thủy đã dừng kiểm soát hơn 1.700 phương tiện. Quy trình kiểm tra được tổ công tác thực hiện khoa học, nhanh, không gây ảnh hưởng đến lưu thông trên tuyến, đảm bảo an toàn thuận tiện. Trong hơn 3 tiếng đồng hồ, tổ công tác phát hiện xử lý 20 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 18 trường hợp điều khiển mô tô, 2 trường hợp điều khiển ô tô. Đặc biệt, quá trình kiểm soát, tổ công tác phát hiện 1 trường hợp nghi sử dụng giấy phép lái xe giả. Có uống đó mà khách đi làm á, mới làm nghe rồi. Cắt điện đi kêu đi mà chạy. Trong 3 ngày triển khai tổng kiểm soát xử lý nồng độ cồn tại Thừa Thiên Huế, tổ công tác số 5 của Bộ Công an đã kiểm tra 8.700 trường hợp, phát hiện xử lý 111 trường hợp vi phạm. Số liệu thống kê cho thấy số lượng người dân sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông đã giảm đáng kể so với trước đây. Điều này cho thấy người dân đã có ý thức hơn trong việc chấp hành quy định, đã uống rượu bia thì không tham gia giao thông. Riêng mình là nói chung thì cái đó là tùy theo từng người, thì mình không dám khẳng định, nhưng mà riêng bản thân mình thì nói chung là đã tham gia giao thông là không rượu bia. Cái an toàn cho mình và còn an toàn cho những người xung quanh. Thống kê 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng công an toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã xử phạt hơn 5.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Bên cạnh việc phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát Giao thông Thừa Thiên Huế cũng thường xuyên bố trí các tổ công tác vào giờ cao điểm, không có quy luật về thời gian để xử lý quyết liệt các trường hợp vi phạm, đặc biệt là những lỗi vi phạm về nồng độ cồn và sử dụng ma túy khi lái xe. Thực hiện đúng cái tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo bộ là tất cả đều phải xử lý nghiêm và không có trường hợp nào can thiệp, cũng như là cũng kiên quyết xử lý các trường hợp. Và đối với các trường hợp mà công chức, đảng viên, cán bộ, lực lượng vũ trang mà vi phạm, tổ công tác phát hiện thì
chúng tôi sẽ trực tiếp phối hợp với công an địa phương xác minh và cục cảnh sát giao thông trực tiếp gửi thông báo đến cấp ủy, chính quyền, rồi đơn vị công tác của cái người vi phạm đấy để có biện pháp xử lý theo đúng cái quy định. Từ nay cho đến hết năm 2023, Bộ Công an cùng lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương vẫn tiếp tục thực hiện cao điểm xử lý vi phạm về nồng độ cồn với tinh thần quyết liệt, không có vùng cấm để giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến người điều khiển phương tiện sử dụng bia rượu khi tham gia giao thông. Quyết tâm tạo ý thức cho người dân đã tham gia giao thông không sử dụng rượu bia. Công an thành phố Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý chủ cơ sở lắp ráp trái phép phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và kinh doanh nhiều phụ tùng xe mô tô không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Qua công tác nắm tình hình địa bàn, đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Huế phát hiện cơ sở kinh doanh sửa chữa xe mô tô Hòa Lợi, địa chỉ 140 Phan Đăng Lưu, phường Đông Ba, do bà Văn Hữu Nhật Châu, sinh năm 1988 làm chủ, có những biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật. Ngày 14 tháng 9 năm 2023, đơn vị tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh này. Tại đây, lực lượng công an phát hiện cơ sở đang chế độ 10 xe mô tô và bày bán nhiều phụ tùng xe mô tô nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp. Trong đó phát hiện rất nhiều ống pô được chế độ lại. Những loại ống pô này không ít thanh thiếu niên đã đưa vào sử dụng tham gia giao thông, nẹt pô, lạng lách đánh võng, gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Còn bây giờ là những thông tin về thời tiết trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau. Thời tiết tại Thừa Thiên Huế, ban ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, vùng núi có mưa rào và dông rải rác, nên nhiệt độ dao động nhẹ trong khoảng 25 đến 34 độ, độ ẩm dao động từ 68 đến 98%. Thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây đến tây nam cấp 4, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m. Dự báo thời tiết trong 2 đến 3 ngày tới, ngày 20 và 21 tháng 9, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi nên nhiệt độ tăng nhẹ.